quý vị và các bạn, cây sả không chỉ là một loại gia vị tẩm ướp giúp cho các món ăn thêm thơm ngon, mà còn là một vị thuốc đông y với nhiều tác dụng cho sức khỏe. Hôm nay mời quý vị và các bạn đồng hành cùng với chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn những tác dụng tuyệt vời này nhé. Vâng, thì được biết là cây sả có nhiều tác dụng trong những bài thuốc đông y. Vậy thì chị có thể chia sẻ với lại khán giả xem truyền hình một số bài thuốc cụ thể được không ạ? Vâng, như các bạn biết đến vị thuốc sả trong y đông y có vị the cay và hơi cay và tính ấm, thì được dùng trong rất nhiều các bài thuốc khác nhau, thì có thể dùng đơn độc hoặc phối hợp với các vị thuốc khác. Ví dụ đối với các bài thuốc mà đau bụng do rối loạn tiêu hóa thì mình có thể dùng đơn độc sả với liều là từ 30g đến 50g sắc lấy nước uống, hoặc phối hợp với các vị thuốc khác như bài thuốc chữa đau bụng tiêu chảy thì phối hợp với các vị thuốc như là củ sả 12g, vỏ quýt 12g, lá ổi 12g và củ gấu là 20g, phối hợp với 3 lát gừng sắc lấy nước uống. Hoặc là khi trở về các trường hợp bệnh như là giải cảm đấy, thì mình có thể dùng bài thuốc phối hợp với các vị thuốc khác như là lá tre, lá sả, lá cúc tần, lá bưởi và lá hương nhu với liều là 50g sắc và lấy nước sông. Và có rất nhiều các bài thuốc khác sử dụng từ các vị thuốc sả nữa. Trong quá trình sử dụng cây sả như một vị thuốc đông y hoặc là trong quá trình chế biến các món ăn thường ngày thì cần phải lưu ý những vấn đề nào ạ? Khi sử dụng các bài thuốc mà có vị thuốc là sả thì các bạn nên chú ý một số cái đặc điểm sau. Thứ nhất là trước khi sử dụng thì ta nên vệ sinh sạch sẽ, có thể sử dụng bằng thuốc tím để đảm bảo được loại bỏ được các cái vi sinh vật gây bệnh và thuốc trừ sâu. Thứ hai là trước khi dùng các bài thuốc mà có chứa vị thuốc là sả thì chúng ta nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ hoặc là dược sĩ để xem bài thuốc đó có phù hợp với cơ địa của người bệnh không. Vì nếu cái bài thuốc đó mà không phù hợp với cơ địa của người bệnh thì sẽ gây cái tác dụng không mong muốn hoặc là gây phản tác dụng của bài thuốc. Cái chú ý tiếp theo đó là do các vị thuốc sả là có tính ấm, làm da mồ hôi nên chỉ sử dụng trong các cái trường hợp bệnh nhân do bị hàn lạnh với các triệu chứng như là da mồ hôi, sợ lạnh, đau đầu, đau toàn thân hoặc là ho, hắt hơi, sổ mũi. Cái chú ý tiếp theo là do cái vị thuốc sả này là có tính ấm, làm da mồ hôi, làm hao khí và tân dịch nên là chỉ sử dụng đối với các cái bệnh nhân mà bị hàn, còn các bệnh nhân mà bị bệnh do nhiệt hoặc là các cái bệnh hư nhược là không nên dùng. Ngoài ra thì phụ nữ có thai và đang cho con bú thì cũng không nên sử dụng vị thuốc là sả. Vâng, cảm ơn dược sĩ Đào Thị Huyền đã đồng hành cùng với chuyên mục Vị Thuốc Quanh Ta cùng với những cái chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi ạ. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé!
Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng thuốc quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con, và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website: happylife.dvms.vn. Fanpage: happylife.dvms.